được làm từ nguyên liệu hảo hạng cùng công thức chế biến vô cùng cầu kỳ. Không ngạc nhiên khi những món ăn này có giá trên tới hàng chục nghìn đô la. 1. Dưa lưới Yabari, 486,5 triệu Việt Nam. Tuy hình thức có vẻ tương tự như những trái dưa bình thường, nhưng đây không phải là loại dưa lưới thông thường mà bạn có thể tìm thấy ở các siêu thị. Dưa lưới Yabari nhiều khi chỉ được bán bằng hình thức đấu giá bởi những khách hàng quá mê mẩn độ ngọt lý tưởng của loại dưa này. Một doanh nhân giàu có sở hữu nhiều chuỗi nhà hàng đã trở nên nổi tiếng khi từng đấu giá thành công một quả dưa Yabari với giá 486,5 triệu Việt Nam. 2. Cam Gordon Opulency Sender, 22 triệu Việt Nam. Cam được làm từ cam Vanilla Tahititan hảo hạng cùng với đậu Vanilla Madagascar và chocolate chua quý hiếm từ Venezuela. Ngoài ra, món tráng miệng này còn được trang trí với lá vàng 23 carat. Không chỉ vậy, Gordon Opulency Sender còn được phổ một loại chocolate đắt nhất thế giới Amanda Porcelainer cùng với mứt hoa quả, hạt nhân, chup chocolate và cherry. 3. Bánh hot dog đắt nhất thế giới, 51 triệu Việt Nam. Hãy bỏ ngoài suy nghĩ hot dog là món ăn nhanh và nhàm chán nếu bạn được thưởng thức những chiếc bánh này. Nguyên liệu chính được làm từ thịt bò Nhật Bản đi kèm với hành tây, nấm đen và trắng, dưa cải cùng với trứng cá muối. Chi phí cho chiếc bánh mì hot dog này là 2.300 đô la, nhưng hãy lưu ý rằng bạn sẽ phải đợi 48 tiếng đồng hồ cho món ăn đắt đỏ này. 4. Bánh hamburger đắt nhất thế giới, 111 triệu Việt Nam. Chiếc bánh hamburger đắt đỏ này được làm hoàn toàn từ lá vàng quý giá, nấm và gan ngỗng. Nếu dùng kèm với rượu Chateau Frances 1995 thì bạn sẽ phải mất thêm 5.000 đô la, khoảng 111 triệu Việt Nam cho bữa ăn sang chảnh này. 5. Ly cốc tay đắt giá nhất thế giới, 162 triệu Việt Nam. Nhân viên pha chế đồ uống nổi tiếng người Ý Salvatore Calabresi đã tạo ra loại cốc tay đắt nhất thế giới và gọi nó là Salvatore Legacy. Được tạo thành từ các nguyên liệu hơn 200 năm tuổi, ly cốc tay này có giá 7.290 đô la, khoảng 162 triệu Việt Nam. 6. Ly Martin đắt số 1 thế giới, 222 triệu Việt Nam. Có thể nói, trong thế giới cốc tay thì Martini là loại đồ uống tinh vi nhất. Dường như mỗi ly Martini đều ẩn chứa một nét quyến rũ khó cưỡng. Vậy, nếu nó sở hữu thêm một viên kim cương lấp lánh 1,52 carat thì sao? Cái giá 10.000 đô la, khoảng 222 triệu Việt Nam là chi phí tất nhiên rồi phải không? Nhưng bạn sẽ phải thông báo trước 72 giờ đồng hồ nếu bạn muốn thưởng thức một ly Martini cùng với viên kim cương tinh xảo này. 7. Bánh tượng hoàng vàng Golden Fornish, giá 1.000 đô la một chiếc. Bánh được làm từ bột mì nguyên chất, bơ mịn nhất nhập từ Anh, đậu vani của Uganda và loại chocolate hảo hạng Amanda Porcelana. Sau cùng được phủ một lớp vàng 23 carat. Đây là một trong những loại cúp khay đắt nhất thế giới. 8. Phô mai Pula, giá 1.000 đô la một ký. Phô mai được làm từ sữa lừa Panka ở Serbia. Số lượng lừa này còn rất ít. Những con lừa được vắt sữa 3 lần một ngày. Chúng cho rất ít sữa và để làm 1 kg phô mai cần 25 lít sữa. 9. Bỗng ngô Pico, giá 250 đô la một bịch. Bỗng ngô được làm từ loại muối đắt nhất thế giới và được phủ bằng bụi vàng 23 carat. 10. Cà phê trồn, giá 100 đô la một tách. Đây là loại cà phê đắt nhất thế giới do hạt được lấy từ phân thải ra từ một loại cải hương. Trong quá trình nhai gặp, hạt cà phê đi qua dạ dày và ruột chuồng, rồi được các enzyme tiêu hóa thấm vào lớp vỏ đã bị bào mòn, thấm nhẹ vào nhân cà phê. Hạt cà phê do trồn hương thải ra được xử lý và làm sạch và rang theo cách kỹ thuật rất đặc biệt.